À, nghe em ơi. Sao chủ tịch nhìn buồn đấy? Dạo này chán lắm em ơi. Chán lắm à? Sao Quá buôn trời. xe tưởng chủ tịch nhiều tiền lắm sao lại chán? Trên mấy anh em cứ nói mình buôn xe giàu, vừa rồi anh thêm được mấy miếng. À, Nói thêm được chung mấy miếng à? làm thêm được mấy miếng đất. À, Nhờ vừa vừa dịch vừa rồi là anh bán đấy. dịch vừa rồi là bán mấy miếng đất đi, bán để làm gì? Bán mua thêm xe à? Bán thì trả nợ, anh tưởng đâu làm ăn ngon lắm nhưng mà anh lại bán lấy đất. À, thì là em tưởng là buôn xe này là nhiều tiền lắm chứ sao lại bán đất đi để trả trả nợ là sao nhỉ? Khó khăn lắm, xe nào cắt lỗ như cái chiếc xe này nè. Đâu xe nào? Xe này bán 2 tháng rồi không ai mua đây. À, bán 2 tháng rồi không ai mua. Giảm giá bán từ 320 giờ 295 triệu. Con này là con bán tải à? Còn bán tải đấy. Đấy, À, giờ giảm giá xuống không thèm mua nữa. không thèm mua luôn. Đúng rồi, giờ có khách coi đâu. Cái khả năng con này lại lỗ nữa. Con này khả năng lỗ đấy. À, con này đời bao nhiêu chủ tịch? Con này 2011 mà xe đẹp hết đấy. Máy dầu. Máy dầu à? Con này một cầu hay hai cầu? Con này hai cầu luôn chứ. Hai Hai cầu cầu. luôn à? Hai cầu Số sàn. à? Số sàn. Bán mãi không ai mua. Không ai mua. Chết rồi chủ tịch, chết, khả năng con này chủ tịch lại lỗ rồi. Con này nhìn xe đẹp lắm anh em, mà vùng cao mà mua con xe này thì quá chất rồi. Con này giờ chỉ có mua đi để chở hàng hoặc là anh em nào đi công trình hoặc là làm bên mấy cái thiết bị demo rồi biết rồi, vừa đi Rồi. đi rồi chở thiết bị đi thôi. Đây nè, con này này, mặt trước đẹp đấy. Đèn còn đẹp này, con này biển 62 Long An à? Long An. À, Con này thì cực tiết tiết kiệm luôn. Máy dầu thì máy tiết dầu kiệm. này thì dòng máy dầu này đi châu bò rồi. Nhưng anh em nào đang quan tâm cái dòng bán tải này là giá nào cũng bán luôn. Tội nghiệp chủ tịch, chắc con này chủ tịch lại lỗ rồi. Khả năng con này là đi hơi sâu ấy. Hơi sâu rồi. Rồi. Không ai mua, không ai ngó luôn. Thế còn đất này chủ tịch, còn đất để bán không? Thì giờ ráng bán xe thôi chứ đất đâu nào bán. Giờ chỉ bán xe thì không bán đất nữa, Đúng mà rồi. có đất rồi mà bán. Tại vì được mấy miếng đất bán trả nợ hết rồi. Khổ thân này chủ tịch này, dép rồi đi dép rách này, Vừa dép rồi rách áo hoa. đợt dịch vừa rồi đi mấy miếng đất Đã đi mấy miếng đất rồi. trả nợ chứ ngân hàng dí quá. Ừ, rồi có anh em nào thôi thương chủ tịch thì đến giải cứu chủ tịch, mấy con xe ra đây cả bãi bên kia này anh em nhỉ. Đấy, ngân hàng nó dí chủ tịch, xe nó về như này mà không bán được ế ẩm. Con này Đấy, xem cũng mấy lần rồi, đẹp thế này xem mấy lần à? xem mấy lần rồi, không ai chưa chốt được. Rồi rồi, thôi thôi, thôi để em chia sẻ lên trên này xem anh em nào có thương chủ tịch thì đến ủng hộ chủ tịch nhá. Rồi rồi, cảm ơn chủ tịch.